xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coi số 8. Thì có lẽ đã có rất nhiều anh em đã cũng khá quen thuộc với gương mặt của mình rồi. Vậy thì trong video ngày hôm nay á, thì mình cũng sẽ không có phân tích về bất kỳ một cái dự án nào cả, cũng như là những cái tin tức sẽ xảy ra xung quanh thị trường nữa. Mà cái nội dung chủ yếu để mình muốn truyền tải đến cho anh em cho ngày hôm nay đó chính là về cái việc mà bên đội ngũ của team Coi số 8 muốn nâng cấp những cái trải nghiệm, những cái tính năng nó ưu việt hơn, nó tiện ích hơn đến cho anh em nha. Và đặc biệt á, là video này dành cho những người mà họ mới tham gia vào thị trường, cũng như anh em đã luôn là fan của Coi số 8 ngay từ lúc đầu. Thì đây cũng là một cái cơ hội để đội ngũ bên mình có thể tri ân anh em bằng những cái tính năng mới, những cái chức năng mới để mà anh em có thể dễ dàng hơn trong cái việc mà mình truy cập vào, mình tìm kiếm những cái nguồn thông tin hữu ích cho cá nhân mình nha. Ok, vậy thì cái việc mình muốn giới thiệu đầu tiên á chính là có rất nhiều anh em đã quá quen thuộc với trang web coi68.com rồi đúng không? Thì ở trên đây á, thì chủ yếu là anh em sẽ đọc về những cái tin tức được bên mình biên tập lại, hoặc là bên mình chia sẻ một cách nhanh nhất, chính xác nhất những cái diễn biến đang xảy ra trên thị trường đến cho anh em trong ngày hôm đó, để mà mình có thể mình nắm bắt kịp cái xu hướng thị trường nó đang chuyển động như thế nào, và mình không có bị trễ đó. Và cái điều này nó ảnh hưởng, mình nghĩ là nó ảnh hưởng rất là lớn đối với đại đa số những anh em đang đầu tư vào cái thị trường này, đúng không? Vậy thì á, bên mình đã ra một cái tính năng mới cho anh em, đó chính là Coi số 8 Portal. Thì ở đây nè, anh em có thấy không, khi mình truy cập vào cái trang web Coi số 8 đó, thì mình sẽ thấy được cái mục nó nằm ở bên đây. Thì bây giờ mình sẽ click vào cho anh em nha. Click vào rồi nó sẽ hiện ra một cái trang như thế này. Để mình xóa một cái, nó sẽ hiện ra một cái trang như thế này nè. Và cái trang này á, nó khác gì với cái trang này đó, thì mình sẽ giải thích kỹ một tí cho anh em nha. Thì á, cái trang bên này á, nó, anh em thì chủ yếu á, sẽ là những cái dòng tin tức, những cái diễn biến sự kiện, cũng giống như là những cái phân tích mà dành cho những người mà họ bám sát thị trường, họ đã có một cái dòng chảy hòa nhập với thị trường, họ quen rồi. Và những cái tin tức này cũng là những cái tin tức mà nó xảy ra thường xuyên trên thị trường, vì vậy cái số lượng tin tức của nó rất là nhiều anh em đó. Và cái điều này á, nó sẽ khiến cho anh em, và nhất là những anh em mới vào á đó, họ không có biết là mình phải tìm những cái nguồn kiến thức căn bản từ đâu, ở đâu đó. Và cái việc mà truy tìm của họ về những cái kiến thức căn bản đó, nó cảm thấy rất là khó, đúng không? Tại vì anh em cứ nghĩ xem, một ngày khi mà chúng ta phải đón nhận quá nhiều cái luồng tin tức như vậy thì nó rất là nhiều đó, và cứ ngày qua ngày như vậy đó, thì khi mà mình truy tìm lại những cái nguồn thông tin cơ bản thì mình cảm thấy là nó rất là khó khăn đó. Vì vậy bên Coi số 8 team mình á, đã cho ra mắt cái tính năng Coi số 8 Portal này, để mà cho anh em có thể dễ dàng truy cập hơn vào những cái nguồn kiến thức căn bản đó, để mà anh em người mới á, có thể hiểu sâu hơn, cũng như là có thể có trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản trước khi chúng ta thực chiến vào cái thị trường này đó. Thì ở đây á, cái giao diện anh em có thấy là anh em có thể thấy là bên mình chia ra làm ba cái những cái chủ đề chính anh em. Tức là chúng ta có gì, chúng ta có Bitcap ở đây á, tức là những cái đồng coin mà có vốn hóa lớn, những cái đồng coin mà được nhiều người biết đến, uy tín trên thị trường đó. Thì anh em thấy rằng là khi mà chúng ta truy cập vào cái mục Bitcap này á, chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có những cái khái niệm rất là căn bản thôi, mà mình nghĩ rằng là nó cực kỳ quan trọng đối với những người mới, và thậm chí á, đối với những anh em mà đã tham gia lâu năm rồi, hoặc là ngay cả mình đi, đôi lúc mình cũng quên nữa, chứ mình không thể nào mình nhớ hoài một cái khái niệm đó của anh em. Thì mình cũng phải lọc lại những cái nguồn dữ liệu này để mà mình học, mình đọc và mình trau dồi hàng ngày anh em đó. Thì ở đây á, bên mình cũng đã sắp xếp cho anh em một cách rất là cụ thể luôn về Bitcap. Chúng ta có gì, chúng ta có Bitcoin, chúng ta có Dogecoin, chúng ta có Litecoin, những đồng coin phổ biến ha, và đi kèm với đó là những hệ sinh thái phổ biến hiện nay đó, như là Ethereum, Polkadot, Solana. Thì ở đây bên mình liệt kê rất là cụ thể rồi, và mình ví dụ cho anh em nha. Ví dụ mình là một người mới, mình đi vào thị trường, mình không biết blockchain là gì, Bitcoin là gì đi, thì mình sẽ vào cái đây, mình click vào blockchain. Thì ở đây nó sẽ cho anh em một cái bài viết đi ngược về bên trang của mình đó, trang Coi 68 này, để anh em có thể nhanh hơn, tiện ích hơn trong cái việc mình truy tìm cái thông tin đó. Vậy thì khi mà mình vào này thì mình sẽ biết rằng là blockchain là như thế này đây, blockchain là nó có ứng dụng như thế này đây, đúng không? Vậy thì sau khi mình tìm hiểu blockchain xong rồi, thì mình sẽ tìm hiểu là những đồng coin nào mà đang được quan tâm nhất, những đồng coin nào mà tại sao nó lại ưu việt đến thế, tại sao nó lại có mức độ phổ biến đến thế đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ vẫn vào Bitcap đây. Ở đây mình có ví dụ cho anh em thôi nha, mình sẽ có top 50 đồng coin nè đó, mình click vào đây thì nó sẽ sổ ra cho mình một cái trang quay ngược về lại phía Coi 68 đó. Anh em thấy không, chúng ta có Bitcoin, chúng ta có Ethereum, chúng ta có USDT, chúng ta có Polkadot, và vân 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 đó.
cái điều này á, nó sẽ cho anh em một cái tiện ích rằng là nếu mà anh em tìm cái bài viết này ở trên chính trang của Co68 thì anh em thấy rằng bài viết này đã được lập vào ngày 3 tháng 3 đúng không? Thì cái việc mà chúng ta truy tìm lại nó rất là khó khăn. Nhưng mà hiện tại á, bên đội ngũ của Co68 cũng đã hiểu ra cái vấn đề này và cuối cùng đã tạo ra cái sản phẩm này cho anh em để mà anh em có thể dễ dàng truy cập hơn ha. Và đặc biệt là anh em người mới, chúng ta có gì, chúng ta có những mảng như là Big Cap nè, hoặc là khi mà anh em đã tìm hiểu hết về Big Cap rồi, chúng ta muốn nhảy sang một cái lĩnh vực khác mà mình cho rằng nó cũng đang rất là nóng hiện nay, đó chính là DeFi. Đó, DeFi thì chúng ta có các khái niệm của DeFi ở đây. Chúng ta có những hệ sinh thái DeFi nổi trội ở đây, như là về Binance Smart Chain, về Polkadot, về Solana, về Polygon Matic. Đó, thì anh em có thể tìm kiếm ở đây. Và khi mà anh em đã nghe đến cái câu chuyện là thị trường của chúng ta có Big Cap, có DeFi, có hàng ngàn đồng coin lớn nhỏ, vậy thì NFT là gì ta? Tôi không biết NFT là gì mà tại sao nó lại bùng nổ đến thế, nó lại là một cái cơn sốt mà mọi người đang theo đuổi đến thế. Thì ở đây anh em có thể click vào NFT đó. Thì ở đây á, bên mình cũng đã lọc ra hết những cái gì mà nó liên quan, dễ hiểu nhất cho anh em, truyền tải nhanh gọn nhất cho anh em để mà anh em có thể hiểu được về NFT, DeFi, Big Cap đó. Vậy thì cái Co68 Portal này là một cái phương tiện để mà cho anh em có thể dễ dàng truy cập vào, mình tìm hiểu, mình đọc thông tin để mình dung nạp những cái kiến thức trang bị cho mình. Và sau đó đó, nếu mà anh em có muốn theo dõi những cái bài viết mà những cái tin tức hàng ngày nó cập nhật liên tục mà, đúng không? Tại vì cái thị trường của chúng ta nó chuyển động rất là nhanh, tin tức nó ra cực kỳ nhanh luôn, một ngày có thể tính hàng chục tin lận, mà nếu chúng ta không theo dõi kịp thì sao? Thì anh em đừng lo nha, khi mà anh em vừa đọc cái này thì lâu lâu mà mình tìm hiểu một cái kiến thức gì đó mà mình cảm thấy như là nó quá tải với mình đi, mình cần biết là trên thị trường bây giờ ông A, ông B đang nói gì, thị trường nó đang diễn biến ra sao, thì anh em đừng lo lắng nha. Ở đây trên góc bên phải của mình sẽ có tin tức coin, thì anh em click vào đây thì sẽ dẫn ngược lại về trang chủ của Co68, và ở đây sẽ đầy đủ tất cả những cái tin tức mà bên team của mình sẽ cập nhật cho anh em hàng ngày hàng giờ luôn. Đó, giống như là mình ví dụ như giống như là mình là người mới, mình tìm hiểu hôm nay Bitcoin là gì ta, blockchain là gì ta, cái xong nó quá nhiều rồi, mình cảm thấy như là ôi hôm nay đủ rồi, nó khô khan quá, vậy thì mình thử đọc tin tức ở đâu, thì chúng ta lại vào đây chúng ta đọc tin tức. Thì mình ví dụ mình click vào đây đó, chúng ta có ông Trump, ông là cựu tổng thống nè, hôm nay ông tiếp tục dìm hàng Bitcoin khi ông tuyên bố mình là fan cứng của đồng USD Mỹ, đúng không? Nghe cũng thú vị đấy, vậy thì mình thử click vào đây để mình đọc sao. Đó, thì cái điều này nó sẽ tạo ra những cái trải nghiệm cho anh em trong ngày, và nó không có lặp lại, nó không có bị nhàm chán quá khi mà chúng ta bước vào cái thị trường crypto này. Mà cái điều này nó sẽ càng giúp cho anh em kết hợp giữa việc là mình bổ sung kiến thức cho mình và mình theo dõi, mình bám sát được cái tin tức trên thị trường, để từ đó mình có những cái sự nâng cấp trước khi mình đầu tư vào cái thị trường này ha anh em. Rồi, vậy thì một cái câu chuyện sẽ xảy ra là nếu mà tôi học kiến thức như vậy rồi, tôi đọc tin tức như vậy rồi, toàn chữ không à, tự nhiên cái bây giờ tôi muốn đi xem phim nghe nhạc thì sao? Thì anh em đừng lo nha. Tại vì sao? Tại vì biết được cái tâm lý đó của anh em nên là bên mình cũng đã có một cái kênh gọi là Coin68 TV. Vậy thì cái kênh này là gì? Đó, tại vì ngay cả chính bản thân mình hay là anh em cũng vậy mà, mình đọc chữ quá nhiều, mình viết, mình đọc, mình học quá nhiều thì mình cũng phải cần xem có hình ảnh, có âm thanh, đúng không? Vậy thì Coin68 TV sẽ đem lại đến cho anh em những cái trải nghiệm đó. Đó, thì anh em có thể thấy không, Coin68 TV, anh em lên YouTube nè, anh em nhấn vào Coin68 thì sẽ có Coin68 TV. Và ở đây á, bên mình cũng đã chia ra và lọc ra những cái chuyên mục, những cái chuyên đề để cho anh em có thể dễ dàng theo dõi hơn nữa. Ví dụ như là anh em nào mà muốn nghe những cái câu chuyện đó, những cái câu chuyện về đồng coin này, đồng coin kia, những cái diễn biến, những cái phân tích của nó ra sao đó, thì anh em có thể kéo xuống đó, chúng ta có những cái mục như là về DeFi nè, về tâm sự về DeFi nè, về giải thích về cái này về mảng DeFi nè. Đó, thì anh em có thể nghe bằng âm thanh đó, và mình nhìn bằng hình ảnh thì mình sẽ cảm thấy rằng nó có cái sự hứng thú hơn, cái sự đổi mới hơn trong cái quá trình dung nạp kiến thức của mình, và từ đó chúng ta có những cái câu chuyện đồng cảm với nhau nữa. Và đây cũng là một cái cánh cổng để cho bên đội ngũ của Co68 có thể được tâm sự cùng anh em, có thể cùng được trao đổi cùng anh em và trực tiếp giao lưu với anh em luôn, chứ chúng ta không thể nào mà ngăn cách bởi các bài viết, các bài đọc được, đúng không? Chúng ta cũng phải có những cái sự giao lưu đó nữa. Đó, vậy thì đây DeFi nè. Hoặc là nếu mà anh em nào mà thích trade, anh em nào thích trade, thích cảm nhận những cái con sóng dập dìu của thị trường, thích là trong tuần này Bitcoin nó tới cái ngưỡng kháng cự này, nó tới cái ngưỡng hỗ trợ này, thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Thì ở đây bên mình cũng đã có 68 trading, một cái chuyên đề dành cho anh em. Đó, ở đây anh em có thể thấy không?
chuyên đề là cái thời gian này chúng ta nên mua coin gì, chúng ta nên trade coin gì và cái xu hướng Bitcoin của nó ra sao. Đó thì anh em có thể click vào những cái video dưới đây. Hoặc là đối với những anh em á mà chúng ta quan tâm về những vấn đề xảy ra diễn biến thị trường, về những vấn đề pháp lý, về những vấn đề ảnh hưởng của quốc gia này quốc gia kia, về những vấn đề những cái tin tức nóng hổi trên thị trường, thì anh em có thể vào những cái đây tin tức về tiền điện tử của Coin 68 được bên đội ngũ của mình cập nhật hàng tuần luôn nha anh em. Đó, hoặc là chuyên mục anh em muốn hiểu về dự án này nó đang đi như thế nào, dự án kia nó đang đi như thế nào, thì ở đây cũng sẽ có chuyên mục kiến thức tiền điện tử cho anh em. Đó, chúng ta có thể DeFi, chúng ta có NFT. Đó, chúng ta có những dự án như là về Cardano hoặc là XRP, đúng không? Đúng không? Vậy thì hoặc là nếu mà anh em nào mà muốn xem livestream thì bên mình cũng sẽ có những cái buổi livestream ở trên kênh Coin 68 này. Và nếu mà cái khoảng thời gian đó anh em không thể nào tham gia cái buổi livestream đó để mình có thể mình hiểu hơn về kiến thức được những cái người họ có kinh nghiệm trong thị trường này họ chia sẻ, thì bên mình cũng đã để lại những cái video này trên kênh Coin 68 để mà khi mà anh em có thời gian lại đó thì mình có thể mình xem lại những cái livestream này. Vì những cái livestream này á thì là những cái livestream nó rất là bổ ích anh em. Thì bên mình sẽ diễn ra những cái livestream nó không có thường xuyên đâu, và những cái vị khách mời đó họ cũng phải sắp xếp thời gian nữa để họ có thể chia sẻ đến cho anh em dưới một cái góc độ là họ là người có kinh nghiệm. Thì đây cũng là những cái bài học rất là lớn mà anh em cũng không thể nào bỏ qua ha. Vậy thì tóm gọn lại thì cái video này thì mình chỉ muốn truyền tải đến cho anh em những cái tính năng mới, cũng giống như là đem đến cho anh em những cái sự trải nghiệm nhất định đối với các sản phẩm của Coin 68 muốn truyền đạt đến cho anh em về phương diện hình ảnh, về phương diện âm thanh và về phương diện chữ viết, để cho anh em có đầy đủ những cái trải nghiệm của mình trong thị trường này. Và Coin 68 cũng rất là vui khi mà được đồng hành cùng anh em trong những bài viết, trong những video và được sự ủng hộ của anh em cho đến thời điểm hiện tại. Thì một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng Coin 68 trong khoảng thời gian vừa qua nha. Vậy thì nếu mà anh em xem video này á và anh em trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm của Coin 68 đó mà anh em cảm thấy như là mình gặp những cái vấn đề gì và những cái vấn đề mà Coin 68 cần phải cải thiện để có thể mang đến một cái trải nghiệm nó tốt hơn đến cho người dùng, đến cho anh em, thì anh em đừng có ngần ngại mà mình comment ở bên phía dưới phần bình luận nha. Vì những cái lời comment đó thì cũng là những cái quan điểm đến từ người dùng, và bên mình luôn luôn đặt cái mục tiêu là người dùng là trên hết anh em. Đó, và cái trải nghiệm của anh em là cái đó là cái tuyệt vời nhất mà bên mình muốn hướng đến cho anh em nha. Vì vậy anh em đừng có ngần ngại mà mình bình luận ở dưới nha. Ok, vậy thì video đến đây cũng đã khá là dài rồi, thì mình cũng một lần nữa cảm ơn anh em nha, và hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.